Ngày 24 tháng 10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký công văn hỏa tốc quy định mới về quản lý, giám sát phòng chống COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, kết quả giám sát hơn 2.700 người đến, về từ các tỉnh, thành phố trong khu vực từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, Bình Phước đã ghi nhận 63 ca dương tính, trong đó có 37 người đã được tiêm 2 mũi vaccine chiếm 58,7%, 19 người đã tiêm 1 mũi. Tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh hiện nay vẫn còn thấp. Tính đến hết ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh có 62,4% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và 12,2% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 2. Thời gian qua, Bình Phước cũng đã ghi nhận 21 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19. Các nhân viên y tế hầu hết đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từ thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước quy định việc quản lý, giám sát phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 7 giờ ngày 24 tháng 10. Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 1, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 luôn thực hiện thông điệp 5K, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến, về Bình Phước. Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 2, cấp độ 3, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy kể từ ngày đến, về Bình Phước. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú nếu đủ điều kiện hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày. Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần F1, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú nếu đủ điều kiện hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy kể từ ngày đến, về Bình Phước. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú nếu đủ điều kiện, hoặc cách ly y tế tập trung trong 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày đến, về Bình Phước. Đối với nhân viên y tế, chấp hành nghiêm việc đảm bảo phòng hộ cá nhân, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Đối với nhóm nhân viên y tế có nguy cơ cao, thực hiện xét nghiệm định kỳ 5 ngày trên lần. Đối với các nhân viên y tế còn lại, tiếp tục thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày trên lần.